Đây là một khu tị nạn dành cho người Quốc đến từ Syria, nơi cậu bé Dylan 13 tuổi đang sinh sống. 2 tháng trước, cậu bé bị khiếm thị bẩm sinh này đã cùng 4 thành viên khác trong gia đình chạy đến đây để tránh các cuộc giao tranh tại tỉnh Al-Hasaka. Dylan đã không mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ cây đàn tambura, một dụng cụ mà chính cậu bé cũng không ngờ rằng nó có thể đem đến cảm giác bình yên và thư giãn cho những người tị nạn khác giống như mình. Cháu đã từng đàn và hát cho bạn bè nghe, nhưng kể từ khi phải nghe những âm thanh của máy bay, của súng cối, cháu đã không còn chơi đàn nữa. Cháu phải chạy theo bố mẹ để tìm đến một nơi an toàn. Bố của Dylan cho biết, cậu bé không thể nhìn, nhưng hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Con trai tôi bị khiếm thị, nhưng cháu vẫn có khả năng nghe. Nó đã quá quen và sợ hãi khi nghe thấy tiếng pháo kích bên ngoài. Một ngày, Dylan nói với tôi là nó sợ, và đó là lý do chúng tôi đến đây. Những tiếng nổ thực sự đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cháu. Cũng theo lời bố mẹ Dylan, cậu bé tỏ ra hứng thú với âm nhạc ngay từ khi vừa mới chào đời. Đó cũng là lý do cây đàn tambura xuất hiện tại trại tị nạn này. Và mỗi khi tiếng nhạc của cậu bé khiếm thị này vang lên, những người đồng hương của cậu bé lại tìm thấy được niềm vui và một nguồn sức sống mới sau tất cả những gì họ đã phải trải qua.